Thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại vẫn trong xu hướng tăng, đứng ở mức 2.064,5 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 2.058,74 đô la Mỹ và mức cao nhất là 2.066 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ, đứng mức 102,14 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, đứng mức 45.280 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức 3,954% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, giao dịch mức 70,3 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Mặc dù một số nhu cầu cho an toàn khiêm tốn đã xuất hiện, nhưng chỉ số đồng bạc xanh tăng mạnh và giá dầu thô giảm đã làm giảm sự quan tâm của người mua đối với kim loại, khiến giá vàng chỉ tăng nhẹ. Theo một số báo cáo, các tàu buôn ở Biển Đỏ đang bị phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công. Hải quân Hoa Kỳ đã đánh chìm 3 chiếc thuyền của Houthi vào hôm Chủ nhật, khiến những người trên tàu thiệt mạng và điều đó thúc đẩy một số nhu cầu chuẩn an toàn đối với vàng và bạc. Nhận định về triển vọng thị trường vàng, theo Mikkei Emsigrom, chiến lược gia hàng hóa cấp cao của Bloomberg Intelligence, cho biết khi các điều kiện kinh tế vĩ mô tiếp tục xấu đi, giá vàng có thể đạt mức cao mới vào năm 2024. Đồng thời ông nhấn mạnh rằng vàng đang trên đà chuyển mức kháng cự từ 2.000 đô la Mỹ thành hỗ trợ và sự suy thoái kinh tế toàn cầu có thể đẩy giá kim loại quý này lên mức cao chưa từng thấy và có thể lên 3.000 đô la Mỹ trên một ounce trong năm nay. Khả năng đảo ngược hoặc tăng tốc xu hướng đang là câu hỏi quan trọng trong năm 2024 và xu hướng mà chúng tôi lựa chọn là tăng tốc. Những gì có vẻ không bền vững đó là trái phiếu kho bạc giảm và giá thị trường chứng khoán tăng, đặc biệt với triển vọng suy thoái kinh tế năm 2024 của Mỹ, theo vị chuyên gia này nói. Còn theo Gary Warner, một nhà phân tích thị trường cho rằng giá vàng kỳ vọng sẽ tăng suốt cả năm 2024, nhưng tại bất kỳ thời điểm nào, kể cả mức giá hiện tại, chúng tôi có thể thấy vàng sẽ bước vào một đợt điều chỉnh ngắn. Nếu điều đó xảy ra, mức hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi sẽ ở khoảng 2.030 đô la Mỹ trên một ounce, với mức hỗ trợ chính là 1.990 đô la Mỹ trên ounce. Nếu vàng tiếp tục tăng từ đợt phục hồi bắt đầu vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, thì chúng ta có 3 mức kháng cự tiềm năng quan trọng, đó là 2.083 đô la Mỹ, 2.105 đô la Mỹ và 2.138 đô la Mỹ trên một ounce. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, đã đến lúc cần sửa Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó xem xét có cần thiết độc quyền vàng miếng SJC hay không. Cụ thể, trong cuộc họp báo sáng nay, về Nghị định 24, theo ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, vào thời điểm năm 2012, tình trạng vàng hóa đã khiến kinh tế vĩ mô bất ổn, do đó chính phủ đã ban hành Nghị định 24. Qua đó góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, Nghị định 24 đã phát huy tác dụng. Theo đó, thời điểm cuối năm 2023, mặc dù giá vàng lên nhưng tỷ giá vẫn ổn định, hoạt động các ngân hàng vẫn ổn định. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, các điều kiện đã thay đổi, nhiều ý kiến đặt vấn đề đã đến lúc trả lại vàng cho thị trường hay chưa. Chúng tôi đánh giá đây là thời điểm thích hợp để đánh giá tổng kết lại Nghị định 24. Nghị định đã triển khai hơn 10 năm, báo chí, nhiều chuyên gia đã đề cập, Ngân hàng Nhà nước cũng đã chuẩn bị, đã tham khảo ý kiến các chuyên gia, hiệp hội trong quý 1 sẽ trình chính phủ về định hướng thay đổi, theo ông Đào Xuân Tuấn cho biết. Đại diện Ngân hàng Nhà nước cũng thừa nhận cơ chế quản lý không còn phù hợp, khi sửa đổi thị trường sẽ ổn định và không còn hiện tượng này nữa, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết. Định hướng sửa cơ chế, ông Đào Xuân Tuấn cho biết sẽ xem xét sửa cơ chế quản lý vàng miếng, còn vàng trang sức, vàng mỹ nghệ thì không phải mục tiêu quản lý của Ngân hàng Nhà nước mà sẽ do thị trường điều tiết. Chia sẻ thêm về vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng mục tiêu quan trọng nhất Nghị định 24 là chống vàng hóa nền kinh tế, là làm sao để thị trường vàng không ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lãi suất tỷ giá ngoại tệ. Nghị định này đã phát huy và đáp ứng được yêu cầu đó, tuy nhiên với thời gian là hơn 10 năm thì luật còn phải sửa, huống hồ là nghị định. Do đó sửa Nghị định 24 là cần thiết, đáng lẽ ra phải sửa sớm hơn, đến bây giờ có phần nào không kịp thời, ông Tú nói như vậy. Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 24 quy định nhà nước độc quyền vàng SJC, còn vàng trang sức và minh nghệ là theo thị trường, thuộc quản lý của các bộ ngành khác, nhưng vàng SJC còn sứ mệnh của nó hay không, còn cần độc quyền hay không thì đã đến lúc cần xem xét. Nhiều chuyên gia kiến nghị không cần thiết lập độc quyền vàng SJC nên mở ra nhiều loại khác, nhưng dù nhiều loại vàng hay không thì mục tiêu cuối cùng phải ổn định thị trường vàng miếng vì quyền lợi của 100 triệu dân chứ không phải vì quyền lợi của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng khẳng định, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định nhà nước không có bảo hộ kinh doanh vàng nhưng luôn tôn trọng quyền bảo quản cất trữ mua bán vàng miếng của người dân, nhưng nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng miếng và không bảo hộ giá cả vàng miếng. Ngân hàng Nhà nước cũng không chấp nhận chênh lệch với giá thế giới lên tới 20 triệu đồng trên lượng.
Không chấp nhận chênh lệch với các loại vàng khác, tất cả sẽ được sửa đổi khi sửa nghị định 24 tới đây, sẽ thể hiện sự dứt khoát trong điều hành thị trường vàng. Thời gian tới sẽ triển khai xây dựng nghị định và sẽ xin ý kiến rộng rãi. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại đến thời điểm chiều nay duy trì xuống tăng nhẹ, tăng 25 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, mua vào mức 24.150 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.520 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do thì cũng trong xuống tăng, mua vào mức 24.700 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 24.800 đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 80 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, tăng 100 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại trong phiên chiều nay, phần cuối cùng bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.250.000, bán ra 7.550.000, tăng 500.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.250.000, bán ra 7.552.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.300.000, bán ra 7.600.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.240.000, bán ra 7.550.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán ra. Doji Hà Nội có cùng mức giá với Doji Hồ Chí Minh. Phú Quý SJC mua vào 7.250.000, bán ra 7.500.000, tăng 150.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.245.000, bán ra 7.490.000, tăng 135.000 ở chiều mua, giảm 5.000 ở chiều bán. Mỹ Hầu SJC mua vào 7.300.000, bán ra 7.600.000, tăng 100.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.250.000, bán ra 7.550.000, tăng 50.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.240.000, bán ra 7.550.000, tăng 40.000 ở chiều mua, tăng 50.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.250.000, bán ra 7.552.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Phiên chiều nay thì cũng điều chỉnh tăng 500.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 50.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 3 triệu đến 3.060.000 đồng trên lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.250.000, bán ra 7.552.000. SJC Huế mua vào 7.247.000, bán ra 7.552.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.250.000, bán ra 7.550.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.250.000, bán ra 7.552.000. SJC Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam mua vào 7.248.000, bán ra 7.552.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.210.000, bán ra 6.315.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.210.000, bán ra 6.325.000. Vàng bộ số 9 mua vào 6.200.000, bán ra 6.285.000. Vàng 24K mua vào 6.092.8.000, bán ra 6.222.8.000. Vàng 18K mua vào 4.529.2.000, bán ra 4.729.2.000. Vàng 14K mua vào 3.479.5 nghìn, bán ra 3.679.5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.436.1 nghìn, bán ra 2.636.1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.